Đó, các bạn nhìn chưa? Đó, ok chưa? Đó. Kích xem này. Đấy. Màu xanh. Đấy. Ô nhưng có gì sai sai không? Có gì sai sai không? Ê, ví dụ nhá, bây giờ ví dụ mình chọn này. Mà mình bấm xem này. Cái chọn mình mất rồi. Mất rồi, tại sao? Tại vì đơn giản thôi, bởi vì là cái sự lựa chọn kiểu của mình kia nó fix cứng ấy, chứ nó vẫn chưa linh động theo những cái thằng item này. Ví dụ như ở trong thằng mũ này, mình chọn cái mũ này thì nó vẫn đang hiểu là ở bên nền mình sẽ chọn cái ảnh nền ở vị trí này, nhưng hiện tại cái nền vị trí này nó không có, nó không tồn tại. Vậy thì bây giờ update kiểu gì, đúng không? Đấy, thì bây giờ đến bước này, bước khó này. Hiện tại nhá, mình có 6 thuộc tính đây, đúng chưa? Đấy. Thì đơn giản thôi. Các bạn cũng tạo cho mình 6 cái biến sự lựa chọn. Đấy, 6 biến sự lựa chọn. Thì biến sự lựa chọn đầu tiên nhá là biến 6 cái biến sự lựa chọn. Đầu tiên là biến chọn mũ đi. À, chọn nền đi. Đấy, chọn nền đi, mình sẽ cho nó bằng 0, được chưa? Đấy. Chọn nền sẽ cho bằng 0. Và mình sẽ có một biến khác. In tờ y đang mình sẽ gọi tạo ra một cái string này, string tên là đang chọn cái gì bằng rỗng. Ok. Đấy. Chọn nền này bằng 0 này. Đấy, tiếp theo nữa mình sẽ tiến biến là chọn nhân vật đi. Chọn nhân vật đấy. Đang chọn cái gì, tại sao biến đang chọn gì, thì cái biến đang chọn là cái gì ấy nó sẽ xác định cho các bạn. Lúc nào mình sẽ để xác định xem là mình đang bấm vào cái nút nào ở trên này. Ví dụ như ban đầu nhá, ban đầu nhá mình sẽ cho cái biến đang chọn này cái gì đây của mình, cái phần setup sẽ bằng mình sẽ ghi là chọn nền, đấy, chọn nền chẳng hạn. Đấy, và đây nhá để cho các bạn hiểu cái cách hoạt động của biến đang chọn cái gì này, thì mình sẽ copy cái biến này đây. Mỗi lần mình bấm đang chọn nền lại nha, thì cái biến này sẽ bằng chọn nền. Còn bấm chọn nhân vật này thì biến này mình sẽ ghi là chọn nhân vật. Đấy, chọn nhân vật, chọn nhân vật. Rồi, và khi mình kích vào item chẳng hạn, mình sẽ toát lên cho nó toát.mixtech này, mainactivity.zip. Mỗi lần bấm vào cái item là bấm vào cái ô này, đấy, thì mình sẽ toát.mixtech.zip.zip này, phẩy này. Tiếp đến mình gọi cái biến đang chọn cái gì, đấy, và truyền cho nó cái len sort chấm sâu để nó hiển thị ra một cho mình một cái thông báo nhỏ để mình biết được là xem mình đang chọn cái gì nhá. Ví dụ đầu tiên thằng chọn nền này mình đang xét sự kiện cho cái thằng ảnh nền và thằng nhân vật, đúng không? Đây, ví dụ mình bấm đây, nó đang bảo đang chọn nền này, sang bên này đang chọn nhân vật, sang bên này đang chọn nền. Đó, ok chưa? Thì tương tự như vậy nhá, các bạn làm tương tự như vậy cho mình với cái thằng đây là chọn mũ, đúng không? Đấy, đang chọn mũ. Tiếp đến nữa là thằng chọn quần. Chọn quần, đấy. Tiếp đến nữa là chọn pet. Đấy. Cuối cùng là chọn vote. Vote, đấy. Rồi xong rồi bấm này, đang chọn nền đúng không? Ví dụ bấm xong này, đang chọn quần đúng không? Đấy, bấm xong này, đang chọn pet, đấy, bấm này, đang chọn vote, đấy, ok chưa? Các bạn hiểu vấn đề chưa? Đấy, rồi nhá, tương tự như vậy này, bây giờ nhá, bây giờ ở đây, mình sẽ kiểm tra khi mà kích vào, nếu như cái biến đang chọn gì của mình chấm acquire
Nếu như mà mình đang chọn quần, đang chọn len đi, ví dụ đang chọn len đúng không? Ví dụ cái thằng này đang chọn len. Thì làm sao? Đơn giản này thôi. Nếu như nó đang chọn len, mình xóa nó đi. Thì mình sẽ gọi cái biến chọn len kia của mình. Đấy. Mình paste xuống dưới này. Mình sẽ bằng cái thằng position. Đó, thằng position này. Đấy. Và tiếp theo nhé, cái biến chọn nền đây bằng position nhé, và tiếp đến nữa nhé, ở trong cái hạ trong cái khi mình set sự kiện vào cái kích vào cái nền ảnh đây này, thì mình sẽ gọi adapter chấm update chọn, và mình gọi cái biến chọn nền kia của mình vào đó, thì cái biến chọn nền này của mình sẽ không bao giờ bị thay đổi cả, bởi vì đã được khi mà kích vào item này dưới này mình đã lưu lại rồi đấy, thì lần sau mình có sang sang chọn thằng khác ấy, xong quay lại thì nó vẫn lấy cái biến chọn nền nó set lên cho mình đấy, ví dụ nhé ở đây mình đang chọn thằng này đúng không, quay lại đấy, các bạn để ý cái nền của mình không, ví dụ mình đang chọn màu vàng nhá, bấm xem này đấy, quay lại đấy, quay lại nó vẫn là cái thằng màu vàng này đấy, các bạn hiểu không đấy, ok. Đấy, đơn giản thế thôi. Thì mình sẽ làm tương tự như vậy với những thằng còn lại. Chọn nhân vật đúng không? Tiếp đến nữa là chọn quần. Chọn mũ bằng không. Tiếp theo nữa là chọn. Tiếp đến nữa là chọn quần bằng không. Tiếp đến nữa là chọn pet bằng không, tiếp đến cuối cùng là chọn vote cũng bằng không đấy, sau đó copy đơn giản này, bây giờ mình kiểm tra, nếu ở đây mình thêm một cái else if, nếu như cái thằng đang chọn cái gì của mình chấm acquire chọn nhân vật, chọn nhân vật thì sao, thì cái biến chọn nhân vật kia của mình sẽ bằng thằng position đó. Tiếp đến nữa này, copy nhá, mình sẽ copy cho nhanh nhá, paste 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 paste. Tiếp đến nữa là chọn mũ, nếu như đang chọn mũ thì cái biến chọn mũ của mình sẽ bằng position. Tiếp đến nữa là chọn pet, chọn quần thì cái biến chọn quần của mình sẽ là position. Tiếp đến nữa chọn pet, chọn quần, chọn mũ quần pet, ui nhiều thế, thì cái này biến này sẽ là biến là chọn pet này đấy, cuối cùng là chọn vote. Ôi, thừa bớt một thằng rồi. Thì này sẽ là chọn vote. Rồi, thì ở bên này mình sẽ làm tương tự với thằng chọn quần, chọn ảnh này này. Copy, paste, sửa tên biến. Chọn nhân vật. Paste tiếp. Chọn mũ. Paste tiếp. Chọn quần. Paste tiếp, chọn pet, paste tiếp, chọn vote. Đấy, thì những cái lần này thì những cái biến nhưng mà những cái biến sự lựa chọn mình ấy sẽ không bị mất đi nữa. Đấy, và bây giờ mình bấm run này. Rồi. Bây giờ ví dụ bấm 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 xong này đây, chọn con pet này, quay lại đấy, vẫn là con chó nhá, pet mình vẫn là con chó nhá, chọn mũ rồi vẫn là thằng này nhá, chọn nhân vật nhá, mình chọn ông xanh lá xong này, chọn vote này đấy, vẫn là xanh lá, vẫn là thằng này đấy, các bạn đã hiểu vấn đề chưa đấy. Ok.